Chuẩn bị tới kèo kỳ rồi các bạn. Thanh nhỏ gặp gơ, hai bên bỏ chân hết nha. Xỉn kỳ cho gơ và trầm danh kỳ cho thanh nhỏ. Bóng tốt. Điểm 1-0 cho thanh nhỏ. Điểm 1-0. Hai không. Ba không. Điểm 1-3. Bóng ngoài. Điểm 4-1. Chú kìa này, hai bên bỏ nhà. Quá tốt các bạn. Bóng ngoài. Điểm 3-5. Bóng tốt. Điểm hiện tại là 6-3. Điểm 7-3.
Điệp 8-4. Điểm 59. Điểm 69. Anh đứng luôn là anh tới rồi, em theo sao em đổ không? Hai thằng đứng rồi luôn á. Anh đứng lại tới rồi. Còn nữa bà. Hay quá. Đắt đầu tốt quá các bạn. Pha banh hay của gờ tay. Còn luôn. Kết thúc Thanh nhỏ thắng. Kèo chế kỳ đội nha bạn. Các bạn thấy xem video hay thì nhớ ủng hộ mình bằng một like nhé.